Hello, em chào các cụ nhé. Hôm nay lại tiếp tục mới đến với hồ câu tạm giam tỉnh Thái Nguyên không ạ? Nè, em ngồi ở số cầu này không biết là cầu bao nhiêu này. Chắc là 18, 19 nhỉ. Hôm nay đánh tầm độ 70 mét của cụ nhé. Em lại đánh máy tính xem một cậu của đấy. Em vừa mới dập ốc xong rồi. Vừa mới dập được hai cái ốc rồi. Hôm nay vừa hôm qua mới thả cá, không biết hôm nay có vào việc không. Và cụ hỏi là máy xay ốc ở đâu thì đây là máy xay ốc của em nhé, cụ nhé. Đấy. Máy xay tay của nhé. Hôm nay em đi một mình của hồ bây giờ thì chưa thấy có ai. Đấy, bây giờ chú đang chuẩn bị ra đầu mồi em nhé. Anh có con đồng nào đấy không? Cụ chúc em may mắn nhé. Để hôm nay em ra video trên hồ tạm giam để cụ xem đẹp nhất đẹp cụ nhé. Vâng, bây giờ bắt đầu đầu mồi cụ nhé. Phao phao đỏ đi ngoài không vẫn nổi quá. Chủ đầu mồi em nhé. Rồi các cụ chúc em may mắn nhé, em ra video đẹp nhất được cùng xem. Đứt chục rồi mẹ nó lôi căng mẹ cả chục đi ra ngoài vãi thật đang hóng ớt thì nó lôi mẹ chục kìa. Thank you.
phi. Đen quá. Này đi câu. Ôi, mắc cái gì? Anh em nó sang đấy đừng giật nhé. Vâng vâng. Kéo cả chú bay xuống mà sang đấy. Rồi, mất nữa đi. Mất nhiều lắm rồi. Đúng con thứ 7 đúng không? Con thứ 7 rồi. Từ sáng đến giờ. Sáng là mất 6-7 con. Giật trên dưới mình mấy phát. Ném nào lúc là nó lại đi. Chú ơi, chú làm à, chú bên đấy có cái túi nào? Hello, em chào các cụ nhé. Hôm nay bây giờ là đến 7 giờ cụ nhé. Đấy, bây giờ là 7 giờ, 7 giờ 15. Sáng giờ em là đổ mồi lúc 8 giờ. Bây giờ em phải thu đồ về sớm vì là tối nó không quay nó không được đẹp cho lắm. Hôm nay thì em bong nhiều cụ ạ. Hôm nay em bong khoảng tầm 5-6 con. Đấy, bong nhiều mới mất nhiều cơ hội. Nói chung hôm nay mất nhiều cơ hội. Cuối cùng thì quả vẫn cứ thuộc về em các cụ nhé. Đấy, em được một con đen cũ chắc được tầm đầu 8 của đấy, con đen cũ đầu 8. Nay may mắn là không bị móm của. Nay mùng 2 đầu tháng nhưng mà không bị móm. Hôm nay em vẫn đánh thính C1 cộng, hôm nay em đánh hơi xa nên là gió mê nó ban nhiều quá. Cần hôm nay em đánh lại cần mềm nên không được hiệu quả cho lắm. Thôi bảo ngày mai qua vlog lại rủ đây đánh tiếp. Mai mình lên tiếp các cụ nhé. Hôm nay kết thúc một ca, hai ca câu em.
hồ câu tạm giam các cụ nhé. Các cụ vào xem nay kênh của con em thì cho em xin một nút đăng ký kênh, nút like và nút chia sẻ kênh để em ra những video đẹp nhất cho cụ xem nhé. Vâng, chào các cụ nhé. Bây giờ mày thu xếp đồ mày về đấy của.